Chào mừng các bạn đã đến với Sân Si Tinh được phát sóng vào khung giờ 6:09 mỗi tối. Và hai tin của ngày hôm nay: một, Trấn Thành biến hit là trôi của Sơn Tùng MTP thành dân gian đương đại; hai, Tùng Sơn đi diễn đã sốc, nhảy hit Bad Boy của Đông Nhi lại càng sốc hơn. Trong một phút ngẫu hứng, Trấn Thành đã cover lại bài hit lạc trôi của Sơn Tùng MTP với sự trợ giúp của Võ Hạ Trâm và Ngô Chí Huy trong biệt tài Tí Hon. Theo màn mưa mù răng lối, theo gió phui phai vừa bức ai xa rồi. Thí sinh 7 tuổi Gia Hân vào vai một cô bé hiếu thảo nhưng không kém phần lém lĩnh. Vì muốn đặt may một chiếc áo dài cho mẹ, cô bé phải góp nhặt hết những đồng tiền ít ỏi trong ba lì xì và còn xoay bát thợ may như chong chóng. Gia Hân phạt cả đội phải hát vì đã đoán sai đầu vụ trình diễn của bé. Bất chợt, danh hài Trấn Thành nổi hứng cover hit lạc trôi của Sơn Tùng MTV theo phong cách dân ca đương đại với sự trợ giúp từ Võ Hạ Trâm và Ngô Chiến Huy. Ốc Thanh Vân cũng khiến khán giả cười lăn khi gồng mình trổ tài bản rap để thuyết phục tài năng nhí về đội. Sau cùng, cô bé quyết định về đội của Trấn Thành. Tập tiếp theo của chương trình Biệt Tài Tí Hon sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017 trên VTV3. Clip mới đây quay lại trọn vẹn màn biểu diễn của Tùng Sơn trong một quán bar khi công chúa Thủy Tề đang nhảy hit Bad Boy của Đông Nhi đã khiến dân tình không thể không chú ý. Cũng phải lâu lắm rồi, công chúa Thủy Tề Tùng Sơn yên ắng đến bất ngờ. Hoặc chí ít là Tùng Sơn không bày trò, không phát ngôn hay gây ra bất kỳ scandal gì khiến dân tình phải bàn tán ầm ĩ. Nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng thôi thì Tùng Sơn cũng như những hiện tượng mạng trước thôi, tạo chiêu cho, ồn ào một thời gian rồi mất hút. Thế nhưng mới đây, clip Tùng Sơn biểu diễn trong một quán bar bất ngờ được chia sẻ đã khiến người ta phải nhắc về công chúa Thủy Tề một lần nữa. Tùng Sơn đi diễn đã sốc, đằng này còn nhảy hit Bad Boy của Đông Nhi thì lại càng gây sốc hơn nữa. Hiện tại, clip này vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.